Đội tuyển Việt Nam Australia thầy Park chọn Văn Lâm bắt chính. Đội tuyển Việt Nam và Australia bắt đầu khởi động chuẩn bị cho trận đấu quan trọng tại sân Mỹ Đình. Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Australia trong lượt trận thứ hai vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình. Dù được thi đấu trên mặt sân quen thuộc với khí hậu khá lý tưởng, nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo không có sự tiếp xúc trực tiếp từ khán giả. Trong sáng mùng 7 tháng 9, những cổ động viên Việt Nam đã mang lá đại kỳ phủ kín một góc khán đài C sân Mỹ Đình cùng tấm băng rôn với dòng chữ Hãy cống hiến hết mình, chúng tôi luôn bên bạn. Đó là cách để hội cổ động viên VFS Việt Nam sát cánh cùng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong một trận đấu lịch sử. Theo thống kê, đội tuyển Việt Nam đã trải qua chuỗi 17 trận bất bại khi thi đấu trên sân nhà kể từ thời huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng và Park Hang-seo. Trong đó có đến 13 trận, đội tuyển Việt Nam bất bại trên sân Mỹ Đình. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam cũng có nhiều kết quả tốt khi thi đấu ở Mỹ Đình. Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam cũng có thành tích bất bại tại Mỹ Đình. Chúng ta có hai chiến thắng trước Malaysia và UAE, một trận hòa trước Thái Lan. Đánh giá về đối thủ Australia, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, Chúng tôi đã nghiên cứu đội tuyển Australia rất kỹ. Họ đá vòng loại 8 trận, ghi 28 bàn thắng và chỉ thủng lưới 2 bàn. Đây là một đối thủ có hàng công rất mạnh. Đội tuyển Australia có 27 cầu thủ thì chỉ có hai cầu thủ đang thi đấu ở Trung Quốc, một cầu thủ ở Nhật Bản, còn lại đang thi đấu ở châu Âu. Các cầu thủ đều có năng lực cao, được trải nghiệm thi đấu ở các giải hàng đầu thế giới, cộng thêm thể hình tốt, lối chơi tạt bóng ghi bàn bằng đầu rất tốt. Trong số 28 bàn thắng vừa qua có đến 8 bàn ghi bằng đầu. Kỹ năng chơi bóng của họ cũng rất tốt, đa dạng. Ngoài lối chơi bóng bổng, chuyền ngắn và chuyền dài của họ đều hay. Trong khi đó, huấn luyện viên Graham Arnold của Australia đưa ra quan điểm Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ, chúng tôi tôn trọng đội tuyển Việt Nam. Tôi luôn muốn kiểm soát tốt nhất. Các cầu thủ của tôi sẵn sàng cho trận đấu ngày mai. Khi chúng tôi nghiên cứu đội bóng, chúng tôi nghiên cứu chiến thuật toàn đối thủ, tôi không tập trung nghiên cứu riêng một cầu thủ nào cả. Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Australia hiện đứng vị trí thứ 27 thế giới, hơn đội tuyển Việt Nam đến 65 bậc. Theo thống kê của Transfermarkt, đội hình đội tuyển Australia trị giá 42,75 triệu euro, gấp hơn 7 lần giá trị đội hình đội tuyển Việt Nam. Chiều cao trung bình của đội tuyển Australia là 1m82, trong khi các cầu thủ Việt Nam là khoảng 1m77. Đây là đối thủ mạnh nhất của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại vòng loại World Cup 2022. So với trận đấu trước Saudi Arabia, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa ra một số điều chỉnh nhân sự của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Australia. Theo đó, Đặng Văn Lâm được lựa chọn bắt chính thay cho Tấn Trường. Bộ ba trung vệ trận đấu này là Ngọc Hải, Tiến Dũng và Thành Trung. Ngoài ra, các vị trí khác được giữ nguyên, hai cánh vẫn là Trọng Hoàng, Văn Thanh. Trong khi đó, bộ đôi tiền vệ trung tâm là Tuấn Anh, Hoàng Đức. Hai cầu thủ chơi giặt cánh ở hàng tiền vệ là Quang Hải bên phải và Văn Đức bên trái, chơi ở vị trí trung phong là Nguyễn Tiến Linh. Bà xã của Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng hy vọng tuyển Việt Nam sẽ giành được một kết quả thuận lợi trước đối thủ Australia. Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận tiếp đón Australia trên sân nhà tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Đây là thử thách rất lớn với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo bởi đối thủ sở hữu đội hình chất lượng và trình độ đẳng cấp hàng đầu châu Á. Trước giờ bóng lăn, các nàng Watts xinh đẹp đã gửi lời chúc may mắn đến nửa kia của mình cùng đội tuyển Việt Nam có được một trận đấu đầy cống hiến để mang đến niềm vui cho người hâm mộ Đức nhà. Gia đình Sunny chúc bố Quế Ngọc Hải cùng đội tuyển Việt Nam có sức khỏe thật đầy đủ để thi đấu tốt trong trận hôm nay. Mặc dù thời tiết được dự báo không thuận lợi cũng như đội tuyển Australia được đánh giá mạnh hơn, nhưng bằng tinh thần đoàn kết, sự tự tin, quyết thắng của người Việt Nam sẽ giúp đội tuyển có kết quả tốt và mang lại niềm vui cho người hâm mộ.